trường ấy thì thân yêu là bài mô cho mấy chị tất cả nhà của em. Gia Huy ngồi nghiêm túc chưa? Không. Khoanh tay ngồi nghiêm túc. Bạn Gia Vy là khoanh tay ngồi học nghiêm túc này. Giơ tay, biểu tượng giơ tay con. Đợi bấm vào đây á. Đúng rồi. Hôm qua cô dạy vừa nào? Con đâu? Sao đi đâu? Con đâu? Con lồng mút bằng mấy ngón tay? Mút bằng 3. Đáp án gì? Đáp án nào mà đáp án mấy? Dạ thưa cô, đáp án A. Cô ở bạn Tùng Lâm mà. Con đang lớn lên không thấy. Đấy, chả có hình con đâu. Không cần phải hình, ngồi nghiêm túc. Sao y giơ tay không đẹp à? Giơ tay đẹp mà. Giơ tay đẹp thì lại chầm vào cầm đấy kia. Cô đã hỏi con. Sao không chọn đáp án B hả con? Bạn B đúng không? Bạn B có đúng không? Không. Cô hỏi con thầy ạ. Con hỏi con. Giao y, sao con không chọn? Bạn B làm sao? Dạ thưa cô, đáp án bạn B. Không đúng tư thế. Không đúng tư thế cô ạ. Đáp án B không đúng tư thế. Bạn đấy trèo lên bàn. Con nhìn thấy cái ghế như thế nào để con nhỉ? Con cái ghế hơi cao quá đúng không con?
Vâng ạ. Đề cao quá cho nên là bạn nhỏ ngồi rất là khó chịu, bạn nhỏ phải cúi xuống để viết bài rất là khó chịu này. Đáp án A thì bạn nó ngồi đã thẳng lưng chưa con nhỏ? Chưa, con bị gù lưng nữa. Bạn nào mà ngồi như thế này là rất là dễ bị gù lưng này, rất là xấu đúng không? Như vậy đáp án C là đáp án chính xác rồi. Con nhìn xem là con có giúp được chú ăn này không nhá. Ok. Yeah, chính xác. Yeah. Rồi, con tắt mic đi. Con tắt. Không được chơi con mà sĩ cha. Ngồi đúng tư thế chưa? Bạn Gia Vy ngồi đúng tư thế chưa? Ngồi đúng tư thế học rồi mà. Đấy, môn gì đấy? Tiếng Việt. Tiếng Việt. Cô đọc chữ nào? Vợ yê tờ yết, vợ yết viết năng Việt. Vợ yê tờ yết, vợ yết viết năng Việt. Việt, Việt. Đáp án gì? Tờ yê. Đáp án là mấy? Yêu. Đáp án A. A là gì? A là chữ gì? Tiếng Việt. A, con đọc xem là chữ gì đấy? Tờ y e n y n tờ y. Đọc xem chữ A là gì? O. Gì? A nấu ăn. Nấu ăn ngon. Đáp án toàn sắc. Đây. Đây đáp án B, tiếng Việt đây này. Nó đang bảng hình trên kia là sách gì thì con phải đọc chứ. Các bạn rất giỏi bởi vì có phụ huynh trợ giúp. Nhưng con không được trợ giúp thì con vẫn phải biết được. Con phải đánh vần chữ thôi. Phải... Thì lúc đó con biết được là đoạn vừa nãy. Đoạn vừa nãy. Con chú ý vào cái chân con dùng đủ. Đoạn vừa nãy là bạn này ngồi cao quá thì phải cúi đầu xuống. Bạn này ngồi xuống nhất. Được rồi. Bài. Con vịt sẽ ra hát gai cây, nó kêu rằng quắc quắc quắc, bò bè bè. Đâu? Nó vịt vịt vịt, bố bè bè. Nghiêm túc nào. Gia Vy thuộc chưa? Thuộc chưa? Chơi tiếp.
con. Lại hả? Có chưa? Con chỉ có một bút thôi. Ngồi nghiêm túc mà. Trang đầu tiên. Trang đầu tiên chúng ta sẽ thấy một số cái trang và cái tín hiệu của trong sách này. Và lời rồi. Tác giả muốn nhắn gửi đến chúng ta. Chúng mình có muốn nghe xem là tác giả muốn nhắn gửi điều gì tới chúng ta không? Có. Các bạn nghe nhá. Các em học sinh lớp 1 yêu quý, từ hôm nay các em bắt đầu học toán nhé. Các em sẽ làm quen với số, với hình, đó là các nhân vật chính của thế giới toán học. Các em sẽ học đếm, đọc, viết các số, học làm tính cộng, tính trừ. Các em cũng được làm quen với các hình đơn giản và thực hành lắp ghép. Xếp hình sẽ cùng tập đo độ dài, tập đọc đúng giờ, giờ đúng và xem lịch hàng ngày. Mở quyển sách toán một ra, các em sẽ thấy có rất nhiều tranh ảnh, hình vẽ độc đáo, hấp dẫn, nhiều bài tập bổ ích, nhiều trò chơi và hoạt động lý thú. Wow, cái này cũng là vừa vui chơi rồi. Và đẹp đẽ của toán học. Chỉ cần chịu khó suy nghĩ, cùng trao đổi với cái này bảo con sách toán nghiệm và học trò chơi con hiểu biết được rất nhiều và thấy rằng học toán rất là bổ ích. Khi được thử sức và tiến bộ, các em sẽ thấy thêm được biết bao. Chúc các em một năm học vui vẻ và đạt nhiều kết quả tốt. Đó là những lời mà tác giả muốn nhắn gửi đến chúng ta.
Nhập vào hai thế đấy. Ký hiệu đầu tiên trong sách toán này, các bạn nhìn ký hiệu đầu tiên. Nhìn trên bảng kia. Là ký hiệu mà có ô vuông này, sau đó có chữ số ở bên trong. Sau đó đề bài là tìm số thích hợp thay cho số hỏi chấm trong ô trống. Đây. Tức là với dạng toán này, chúng mình sẽ điền số vào ô trống thay cho số hỏi chấm. Thấy chưa? Điền vào chỗ nào? Đó là dạng toán đầu tiên. Đây à? Ừ, điền vào số thích hợp vào dấu hỏi chấm ấy. Giống cô lấy ví dụ như là bài số 1 này, bây giờ chúng ta sẽ đếm đến số con mèo, con chó và đấy, điền số mấy. Sau đó chúng ta sẽ điền số thay cho dấu hỏi chấm ở trong ô trống. Ừ. Các lớp hiểu chưa nào? Ví dụ hiểu không? Như là hình đầu tiên, số con hai. Mèo chúng mình sẽ điền số mấy vào ô trống nào? Số mấy? 21. Con nhìn vào số lượng. Ví dụ bài hai con mèo chín mai. Số mấy? Điền số 2, có con chó thì điền số 1. Rồi. 3 con lợn chỉ điền số 3. Con vào kia. Cô bảo bạn là giơ tay à? Huyền ơi, con điền số mấy nhỉ? Huyền, đang gọi bạn Huyền. Huyền là bạn đang vẽ lên. Đấy. Huyền là bạn đang vẽ lên. Đúng rồi. Có hai con mèo, chúng ta sẽ điền số hai vào chỗ hỏi chấm, số hỏi chấm đây nè. Tiếp tục. Có bao nhiêu con chó đây, chúng ta sẽ điền số mấy vào đây nhỉ? Đưa tay. À, cô mời bạn Khánh Ly. Khánh Ly điền số mấy? Con không có ở số 1 ạ. Có một con chó, bạn Khánh Ly điền số 1 vào ô trống. Rồi, con nghe rồi con. Rồi, dấu lớn, dấu nhỏ, dấu to. Thấy chưa? Khác. Thay cho dấu hỏi chấm ở trong ô vuông. Ví dụ. Con chó nhỉ? Ví dụ như là ở bài số 2 này. Ừ. Xem bạn đọc bài này. Đầu tiên, các bạn thấy là có mấy cái xẻng đấy nhỉ? Hai trái. Mấy cái xẻng nhỉ? Đưa tay. Đưa tay. Ra ăn. Đưa tay nghiêm túc cho con. Theo con trả lời cho. Từ là con làm được. Nhìn kìa. Có 3 cái xô ạ. Vậy con sẽ điền dấu gì? Điền dấu gì nào? Điền dấu lớn. Dấu gì hả Gia Huy? Dấu nhỏ. Chứ không phải là dấu cái số mà. Con vừa nãy con bảo dấu lớn rồi, chẳng nhẽ hai lớn hơn ba ư con? Nhưng mà cô bảo là số ba. Số nào đằng trước? Số 2. Cô mời Huyền Nhi. Ba con ong với hai bông hoa số nào? Ba với hai bông hoa. Thì tính chọn con ong lớn hơn. Ừ. Thì điền dấu gì? Hai bông hoa. Dấu gì? Dấu gì? Không? Dấu lớn. Ừ. Đây là dấu lớn. Đúng rồi. Đây là dấu bé. Ừ. Đây là dấu bằng. Ừ. Có phải nhìn số lượng chứ? Chưa dấu ngã hả? Dấu ngã là cái gì? Gì? Toán làm gì có dấu ngã hả con? Cái này. Bằng nên sẽ có tất cả các nét của này đúng không? Đi tiếp, giơ tay tiếp. Lớn hai. Nào. Nào. Không được gọi nhưng con vẫn trả lời được. Kia ơi, có hai cái. Hai cái thì như thế nào, dấu gì? Bằng. Đúng rồi. Mai con sẽ làm toán kia đầy bài. Ngồi nghiêm túc. Không ngồi nghiêm túc rồi, cô phê bình nhá. Con đã biết là con thật lòng. Nào, thực hành. Khi mà các bạn hiểu rồi thì các bạn sẽ ứng dụng làm và các bạn tập. Con thì
Đấy. Sao Vy thích rồi đấy? Giơ tay. Giơ tay nghiêm túc à? Cô mời bạn Phương Linh. Sao con không? Xem nào. Nha. Cùng xem. Phương Linh không trả lời đúng chất cô, sẽ dành cho con. Ừ. Xem được không? Hình bên có mấy hình tam giác? Con đếm đi, tam giác ở đâu? Hình cái chỗ tàu hỏa. Hai hình tam giác. Ừ. Đáp án gì? Đáp án A là 2 đúng không con? Cái này nó có thế này đây. Bạn nhận được một phần quà. Con đã nhận được một phần quà. Bạn cho bạn nhỏ. Cô gọi bạn nào? Con có thể đọc câu hỏi luôn đấy. Con đọc câu hỏi xem là câu hỏi yêu cầu là gì nào. Đáp án này. Nghe nghiêm túc rồi. Đáp án đấy nhưng mà câu hỏi người ta là gì? Câu hỏi người ta là gì? Câu hỏi là C. Hai bạn nhỏ. Trời ơi. Đọc câu hỏi xem, con đánh vần câu hỏi xem. Có hai bạn mà. Câu hỏi là gì? Người này chọn hai. Con đọc câu hỏi đi rồi con trả lời đi. Con đọc câu hỏi. Câu hỏi ở đâu? Câu hỏi đâu? Hình nào sau đây là hình vuông? Hình nào? Đáp án nào? Đáp án A. Con A. Con nữa, con muốn nở. Giơ tay. Con mời Đức Cường nào. Con khỏe một đứa ngu. Không con nói thế. Con đọc câu hỏi và con trả lời đi kìa. Con không trả lời được thì mới đấy. Câu hỏi của bố của cô như sau này. Điền hình thích hợp vào chỗ chấm. Chỗ chấm nào? Hình tam giác, hình sao, chấm chấm chấm. Hình gì? Hình tam giác, hình sao, con sẽ điền hình gì? Hình sao? Sai. Tam giác. Con theo thứ tự kìa, tam giác rồi hình sao, xong đến hình gì, xong tam giác, tam giác, tam giác, tam giác. Ví dụ như bạn Bin rồi đến con, rồi đến bạn Bin, rồi đến con, rồi đến bạn gì, rồi đến con. Vẫn đến bạn Bin. Ừ, thế thì giống như thế kia kìa. Giống như con Microraptor kia. Rồi đấy con Sinonitosaurus. Anh hiểu được quy luật của nó. Xong rồi lại Microraptor. Xong rồi lại chấm 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 chấm. Xong rồi con rất để đã tìm gì Trần. Thì con chẳng muốn làm gì. Xem kẽ thôi. Quan sát này, câu tiếp 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 tục này. Giơ tay. Gia Huy, không phải Gia Huy. Câu hỏi số 5. Vật nào sau đây có 4 chân? Con nào có 4 chân? Con chó. Đáp án gì? Đáp án B. Gia Huy, đáp án nào không? B. Nói to lên. B. Con chó đáp
đúng không? Rồi chúng mình cùng kiểm tra xem đáp án B đúng hay sai nào. Chính xác. Xem là bạn Sa Huy có mở được hộp quà của cô không? Giao Y không đọc được câu hỏi ạ. Với là 3 nhỉ? Tay. Thế là cô cũng còn bắt đầu hết rồi. Chẳng hôm sau lại có quà chơi tiếp. Hình nào có nhiều quả táo hơn? Nào. Ba phần quà. Bạn nào ngồi nghiêm túc, giơ tay ngay ngắn là hy vọng cô sẽ gọi. Phần quà con chưa đùa giơ tay lên, cứ giơ tay nghiêm túc rồi cô sẽ gọi, hôm nay không được thì hôm khác chơi. Lớp rất là đông, làm sao mà cô gọi một lúc gọi hết tất cả các bạn được. Nên là các bạn phải ngồi học nghiêm túc và kiên trì, nhớ chưa? Ngày mai con chả được chơi chắc. Buổi sau lại được chơi bình thường. Không. Thế hôm nay lúc con được trả lời mấy lần rồi? Hôm qua con được 2 lần. Thì hôm qua. Hôm nay con cũng được 1 lần rồi. Cái hộp quà may mắn, trả lời được kiến thức là được, cái hộp quà may mắn thì có cái gì bên trong?